Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta lại gặp nhau vào mỗi buổi tối tại kênh Safari Investment và tôi là Quân Đông sẽ đồng hành cùng với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Thị trường chung của chúng ta kết phiên giao dịch duy trì được đà tăng điểm nhưng thanh khoản thấp hơn tương đối nhiều so với lại cái giai đoạn trước đó, và đây cũng là một trong những yếu tố mà nhà đầu tư quan ngại về thị trường. Kèm theo đó là hiện tượng bán ròng đến từ khoa ngoại vẫn được duy trì tiếp tục trong phiên dịch ngày hôm nay. Từ hai yếu tố trên thì rõ ràng ở giai đoạn hiện tại, anh chị nào chúng ta cầm hàng thì cũng rất là lo ngại về những cái nhịp sụt giảm bất ngờ của thị trường chung, đúng không ạ? Nhưng Đông tin chắc những anh chị nào chúng ta đang cầm hàng thì anh chị cũng rất là sợ khi anh chị bán hàng ra anh chị sẽ mất hàng. Cho nên giai đoạn hiện tại là một trong những giai đoạn mà đấu trí về mặt tâm lý của nhà đầu tư rất là khó chịu, từ phía của người bán hay kể cả phía của người mua. Thì ở giai đoạn hiện tại chúng ta tham gia và chúng ta mua thì anh chị cũng đang cảm thấy rằng giai đoạn hiện tại là một cái giai đoạn đã cao rồi, cổ phiếu nó cũng tăng 30-40% rồi, hoặc thậm chí là nó cũng đã quay trở về cái vùng đỉnh trước của nó, nên mua vào giai đoạn hiện tại thì cũng sợ đu đỉnh, nhưng không mua mà thấy cổ phiếu nó cho những cái điểm backtest tốt, nó cân bằng tốt, nó đã tiết cung trở lại thì anh chị cũng sợ bỏ lỡ một cái cơ hội để có thể là đầu tư vào cổ phiếu. Nên trong một cái giai đoạn hiện tại khi mà quá nhiều những cái yếu tố nó xuất hiện cùng một cái thời điểm nhưng không có một yếu tố nào nổi trội hết, nó sẽ tạo ra yếu tố là tâm lý phân vân cho nhà đầu tư. Nên trong một cái bối cảnh hiện tại đang đánh giá rất khó để mà chúng ta có một cái định hình cụ thể về thị trường chung của chúng ta. Chỉ là quan trọng nhất là anh chị lựa chọn phong cách đầu tư nào và phù hợp nhất thì chúng ta theo cái phong cách đó, tránh cho cái việc là chúng ta đi thu thập quá nhiều thông tin, đi dùng quá nhiều cái chỉ báo hay là đi nghe ngóng quá nhiều những cái yếu tố mà chúng ta quan tâm thì nhiều lúc anh chị rất là loạn chưởng cho giai đoạn hiện tại anh chị ha. Nên là trong video buổi tối ngày hôm nay thì Đông cũng muốn cô đặt lại một số những cái quan điểm chính để giúp cho anh chị tránh được những cái tâm lý hiện tại ở trên thị trường và cho chúng ta một cái định hướng cho giai đoạn sắp tới của thị trường làm sao cho nó phù hợp nhất. Để kể cả anh chị nào chúng ta cầm hàng chúng ta cũng biết chúng ta nên làm gì, hay là kể cả những anh chị nào mà chúng ta đang có dự định muốn không mua tham gia mới vào thị trường thì chúng ta cũng có một cái định hướng cho nó phù hợp nhất anh chị ha. Và nếu như video hữu ích và giúp ích được cho cả nhà trong quá trình đầu tư sắp tới thì anh chị cũng có thể ủng hộ cho Đông bằng cách nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này cả nhà ha. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới Safari Investment và để cho chúng ta có cơ hội được kết nối và đồng hành với nhau tốt hơn trong thời gian sắp tới thì anh chị cũng có thể nhấp vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía bên dưới cái video này để sắp tới Đông ra cái video mới sẽ gửi thông báo để cho anh chị sớm nhất. Rồi ngoài ra một điểm duy nhất cuối cùng đó chính là mình có một cái nhóm Zalo cộng đồng hỗ trợ và tư vấn và chia sẻ các góc nhìn trực tiếp trong phiên giao dịch để giúp cho anh chị có một cái định hướng, cũng như đây là một cái kênh để mà Đông với anh chị cùng nhau hỏi đáp về cổ phiếu. Anh chị nào chúng ta có quan tâm thì có thể quét mã QR ở phía góc bên trái màn hình đây anh chị ha. Hoặc là Đông có để cái link ở dưới phần mô tả, dưới phần bình luận á, thì anh chị nào có quan tâm thì có thể là tham gia vào trong đó. Và rất mong có thể gặp được anh chị ở trong nhóm và chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác đầu tư. Và cũng không làm mất thời gian của cả nhà nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video tối ngày hôm nay. Đầu tiên thì Đông sẽ đi update về cái quan điểm thị trường chung ha, để cho cả nhà của chúng ta nắm. Ngày hôm nay thị trường chung của chúng ta đóng cửa tăng điểm nhẹ và thanh khoản thấp. Cái câu chuyện thanh khoản thấp thì Đông sẽ giải thích để cho anh chị nắm như thế này. Đầu tiên, anh sẽ thấy là cái yếu tố về dòng tiền ngày hôm nay ít hơn so với lại cái phiên trước đó. Nhưng mà anh chị phải xem cái này nè, thanh khoản thấp nhưng mà vận động như thế nào. Nếu mà ngày hôm đó thanh khoản thấp nhưng mà vận động biên lớn, đó là một yếu tố rủi ro. Còn thanh khoản thấp, vận động biên nhỏ, anh chị thấy là ngày hôm nay biên độ của thị trường rất là chặt. Chặt hơn rất nhiều so với lại cái giai đoạn trước đó. Thì thanh khoản thấp đó là một điều vô cùng phù hợp, không có vấn đề gì cả. Và khi mà anh chị nghe Đông phân tích về tâm lý hành vi, anh chị cũng thấy được rằng là cái gì, người mua thì cũng không có điểm break, cũng không có một cái điểm chiết khấu sâu để mà mua. Tức là ví dụ như trường hợp chúng ta mua anh chị, chúng ta mua thì chúng ta mua khi nào chúng ta mua break, hoặc là chúng ta mua khi nào khi mà nó giảm về đủ hấp dẫn chúng ta sẽ mua. Nhưng ngày hôm nay anh chị thấy không, nó lình xình quanh cái khung này nè, thì muốn mua break cũng không mua được, mà muốn chờ giảm nhiều cũng không mua được, nên là cầu ngày hôm nay vào cũng không mạnh. Còn đối với lại vị thế của người bán thì sao? Người bán cũng tương tự như vậy. Một là có một cái nhịp bán tháo xuống thì người ta hoãn lại, người ta bán ra, hoặc là khi kéo cao lên người ta thấy đạt được, người ta ghét thì người ta bán. Còn bây giờ nó vẫn lình xình ở đây, nên là nó lình xình quanh cái vùng giá này thì nó không tạo ra cái nhu cầu giao dịch cổ phiếu. Đó, gọi là nhu cầu giao dịch cổ phiếu. Nên là những anh chị nào ngày hôm nay muốn mua mới cũng ngồi quan sát cả phiên ngày hôm nay chưa hành động gì cả. Hay những anh chị nào ngày hôm nay dự tính là ngày hôm nay kéo lên để bán hàng thì anh chị cũng
chưa có điểm nào để anh chị bán cả, nên rõ ràng ngày hôm nay là nhu cầu nó không có được thực hiện trong ngày hôm nay thì thanh khoản thấp, Đông đánh giá là một điều vô cùng hợp lý ở giai đoạn hiện tại, nên là chúng ta không có phải đi đào sâu quá nhiều vô câu chuyện thanh khoản ngày hôm nay anh chị ha, nó chẳng có nói lên được cái điều gì cả. Rồi và tiếp theo là mình đi đánh giá cái gì, Đông đánh giá quan trọng nhất đó chính là cái vận động ngày hôm nay. Vận động ngày hôm nay thì có một số những yếu tố mà ở đầu phiên ngày hôm nay thì Đông cũng có chia sẻ cho quý anh chị đây. Lúc 10:32 anh chị thấy không ạ? 10:32 nè. Thì mình thấy cái hiện tượng nó cũng giống như trong giai đoạn trước đây mình đánh á, là phái sinh đang có hiện tượng gom long, chiều nay sẽ có một nhịp kéo mạnh dẫn dắt đến từ nhóm băng và nhóm trụ nhé cả nhà. Tạm thời là dòng tiền luân chuyển nên là mid cap bị bán, nhưng cổ nào đã về vùng cầu thì không giảm nữa, Đông thấy tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Tới đây trong phiên sáng ngày hôm nay thì cũng rất nhiều anh chị nhắn cho Đông là ôi chết rồi, thấy thị trường nó giảm như thế này thì không biết là phiên chiều như thế nào. Tại vì bản chất là phiên chiều ngày hôm nay là chúng ta có một cái bẫy tâm lý là cái gì anh chị? Là phiên hàng về của một cái phiên tỷ đô đây. Phiên hàng về của một cái phiên tỷ đô nên tâm lý anh chị rất là căng. Đông phải nhận từ lúc mà 10 giờ rưỡi sáng, Đông nhận tới lúc mà mình ăn cơm trưa là cũng còn anh chị hỏi mình là chiều nay có nên vào AT, chiều nay mở cửa là có nên bán liền không em? Tại vì anh chị sợ bán không kịp. Tức là cái tâm lý anh chị lo ngại rất là nhiều về cái này. Nhưng mà bản chất anh chị thấy là cái gì trong phiên sáng á, thường anh chị để ý đi, những cái nhịp á, những cái nhịp quan trọng á, mà chúng ta lo lắng á, thì chúng ta phải nên xem trước đó là chúng ta lo phiên chiều đúng không? Thì trong phiên sáng á, nó đã thể hiện một cái yếu tố là thị trường chúng ta đang bắt đầu về một cái vùng rủ cung rồi. Nên khi mà thị trường chung cho phiên sáng nó đã chiết khấu rồi thì phiên chiều á nó sẽ không có chiết khấu quá nhiều nữa, thì đây là một cái tip mà anh chị có thể lưu lại vào những cái phiên mà quan trọng á. Nên là nếu thật sự phiên sáng ngày hôm nay mà điện chúng ta mà nó kéo luôn phiên sáng á, thì phiên chiều nó vô cùng áp lực. Bởi vì sao? Bởi vì những nhà đầu tư mà người ta đang có hàng á, người ta sẽ có cớ để người ta chốt khi mà điện chúng ta mất động lực. Còn anh chị thấy nè, những anh chị nào mà dự tính ngày hôm nay chốt cũng không chốt ra được. Bởi vì sao? Bởi vì trong phiên sáng là nó đã giảm là về đây rồi, phiên chiều nó cũng rung lắc, nhưng mà tại vì sao? Tại vì nó đã giảm về quanh cái mức này thì cũng không tạo ra một cái điểm bán phù hợp cho họ, và nó cũng không giảm quá sâu để tạo ra cái tâm lý tiêu cực. Nên là ngày hôm nay chị thấy là thì chúng ta vẫn giữ và sau đó là phục hồi lên khá là tốt. Nên là còn cái yếu tố mà vì sao mà Đông bắt cho cái nhịp này, cái nhịp này Đông chia sẻ cho anh chị thì cũng giống như cái thuyết mà Đông thường nói với anh chị thôi, cái câu chuyện giữa phái sinh và cơ sở. Cái câu chuyện phái sinh và cơ sở anh chị nào có nghe này chắc chúng ta cũng nhớ rồi đúng không ạ? Giả và thật. Giả là cái gì? Giả là thường là cơ sở dẫn dắt phái sinh, dẫn dắt phái sinh. Còn cái nhịp thật là cái gì? Là phái sinh dẫn dắt cơ sở. Còn hồi sáng thì Đông rõ ràng Đông thấy một cái trường hợp là cái gì, tức là cơ sở của chúng ta thì cứ điều chỉnh và cứ giảm, còn phái sinh á, thì nó chạy theo thôi. Và đặc biệt những cái nhịp mà mở biên giảm á, thì phái sinh nó cũng không giảm nhiều bằng cơ sở. Nên ông đánh giá là trong phiên sáng đã có hiện tượng xuất hiện là gom long rồi, nên ông có nhắn cho cả nhà nè, đó đã xuất hiện hiện tượng gom long rồi. Nên là mình vẫn sẽ kỳ vọng là chiều nay sẽ có một cái nhịp kéo mạnh nè, đó thì sau này có một cái nhịp phục hồi lên. Nên là quan điểm của Đông thì anh chị có thể là dùng theo cái tip này để có thể là đánh giá thị trường được. Và để chi tiết hơn cho anh chị có thể là dễ hiểu được cái quan điểm mà Đông đã chia sẻ cho anh chị á, thì Đông sẽ giải thích vì sao nó yếu tố giả và yếu tố thật. Vì sao mình gọi là một cái nhịp giả và cái nhịp thật thì mình phải so sánh giữa hai cái miếng bánh cơ sở và phái sinh. Thì anh chị phải luôn nhớ giúp cho Đông là miếng bánh cơ sở lúc nào cũng là cái miếng bánh lớn, phái sinh lúc nào cũng là cái miếng bánh nhỏ hơn cơ sở. Nên là họ sẽ tận dụng phái sinh là công cụ để điều tiết cơ sở. Cho nên Đông ví dụ cho anh chị trường hợp, ví dụ như họ đã bán hết hàng ở quanh giai đoạn vùng đỉnh rồi, đúng không ạ? Thì họ sẽ không còn quá nhiều lượng hàng nữa. Thì khi cái việc mà họ dùng cơ sở để tiếp tục họ bán xuống á, thì cũng sẽ là một cái trường hợp là cái gì? Nếu như lượng cầu ở đó quá tốt thì xem như là họ đã bán hàng hết quanh vùng này, họ mất quyền kiểm soát. Nên là thường họ sẽ không bao giờ mà họ có thể là bán hết hàng quanh giai đoạn vùng đỉnh và ép xuống hàng được. Lúc nào họ cũng bán khoảng tầm 70% hàng ở cơ sở thôi. Sau đó là họ bắt đầu họ đi short phái sinh để họ đẩy phái sinh xuống. Thì trong quá trình đẩy phái sinh như này á, nó sẽ tạo ra tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư cá nhân. Thì lúc đó nhà đầu tư cá nhân bắt đầu lao vào bán thì họ tận dụng cái nhịp đó để họ đè giá xuống. Đó, thì cái lúc đó mới tạo ra những cái nhịp điều chỉnh và giảm điểm. Tại lúc đó là họ bán được hàng rồi thì họ phải muốn là thị trường gãy chứ, thị trường gãy họ mới mua lại được thấp. Còn trường hợp ví dụ như họ đã gom đủ hàng quanh cái quanh giai đoạn bùng đáy đi, nhưng mà họ đã gom đủ hàng rồi và để tạo ra những cái nhịp FOMO cho nhà đầu tư cá nhân á, thì họ buộc phải dùng phái sinh đánh long lên, đánh tâm lý cho nó kích thích nhà đầu tư cá nhân chúng ta tham gia vào. Thì lúc đó quá trình đẩy giá cổ phiếu nó mới đi bền vững được. Tại vì họ mua được thấp thì họ muốn anh chị mua cao, thì lúc đó họ mới có thể là chốt được cái vùng giá cao. Nên là bản chất là phái sinh nó phải là công cụ,
được dùng để phục vụ cho cơ sở. Còn khi anh chị thấy nè, cái nhịp hoạt động nói nè, phái sinh dẫn dắt cơ sở là đúng. Tức là thường là phái sinh nó chạy trước, sau đó bắt đầu cơ sở, tâm lý là nó chạy theo. Còn nếu như mà cơ sở mà nó dẫn dắt phái sinh á, thì đây thường là những cái nhịp 7 cho một cái nhịp là họ chủ động là họ gom phái sinh trong một cái giai đoạn ngắn hạn của thị trường. Đó, nên nói nôm na đơn giản thì anh chị có thể áp dụng cái mà mình rút ra kinh nghiệm để có thể sử dụng anh chị ha. Mà gần như là trong giai đoạn gần đây thì Đông dùng cái này thì có thể là đánh giá là những cái nhịp ngắn hạn ở trong phiên tương đối tốt dựa trên cái tính tương quan giữa cơ sở và phái sinh đó. Rồi. Chiều ngày hôm nay chúng ta có những cái diễn biến gì quan trọng nhất? Thì Đông cũng muốn nhắn nhủ với anh chị rằng là cái diễn biến Tết cung hàng về đúng không ạ? Tại vì tâm lý của nhiều anh chị của chúng ta vẫn còn đang lo ngại về cái yếu tố đó. Nên là ngày hôm nay chị thấy là thanh khoản tương đối thấp nè. Nhưng mà thật ra anh chị thấy là chiều ngày hôm nay phái sinh đó, anh chị thấy là không có hiện tượng thủng đáy. Nhưng mà cơ sở thì chiều ngày hôm nay đã có hiện tượng thủng đáy, anh chị thấy nè. Đó, cái nhịp giảm điểm trong cái phiên chiều anh chị thấy đây. Ở trong phiên sáng anh chị thấy là chưa có những cái nhịp thủng đáy đúng không ạ? Nhưng mà bắt đầu phiên chiều nè, có một cái nhịp thủng đáy số 1 nè. Sau đó cái nhịp thủng đáy số 2 nó là 13:42. Thì Đông đánh giá thị trường chúng ta có hai nhịp test cung tương đối mạnh. Có hai nhịp test cung, sau đó chúng ta bắt đầu phục hồi và bật tăng lên. Nên Đông đánh giá đây là một cái nhịp phục hồi tương đối là bền. Và đây cũng được đánh giá là một phiên test cung rất là thành công. Bởi vì anh chị thấy là cái gì? Cái đáy sâu nè, nó thấp hơn cái đáy trước. Nhưng mà chắc chắn khi Đông mở về RSI lên là nó đang phân kỳ. Đó. Mình chưa mở RSI nhưng mà thêm một cái chỉ báo là khả năng nó phân kỳ rất cao. Đó anh chị thấy không ạ? Tức là cái gì? Tức là cái này là nó điều chỉnh, nó giảm là cả nhà. Đó, nó vẫn là phá đáy, tức là đáy sâu thấp hơn đáy trước, nhưng mà cái gì? Nhưng mà cái động lượng RSI này chị thấy nè, đó là nó đã bắt đầu cao lên dần rồi. Thì đây là cái tín hiệu tích cực để mà chúng ta có thể thấy được ha, đây là cái yếu tố phân kỳ. Đó, nên là Đông đánh giá phiên giao dịch ngày hôm nay là một trong những phiên giao dịch Tết cung thành công của thị trường và không có quá nhiều yếu tố đáng lo ngại mà chúng ta phải lo lắng ha. Nên là quan điểm của Đông, thị trường chung của ta vẫn sẽ tiếp tục tăng lên vùng là 1150 theo cái quan điểm, và đặc biệt là nó sẽ tập trung vào các mã cổ phiếu chủ, các mã cổ phiếu băng, vì đây là cái nhóm mà cổ phiếu nó còn cái dư địa tăng nhiều. Và nhiều anh chị hỏi Đông là bây giờ đối với lại nhóm thép, nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản này như thế nào, hay là nhóm midcap thì ra sao? Thì quan điểm của Đông đối với lại những cái nhóm này, ngày hôm nay đã có một số cái mã cổ phiếu nó đã có phân hóa trước rồi, tức là nó đã về một cái vùng cung nhất định và nó không gặp áp lực cung quá lớn nữa, và lực cầu vùng này nó đỡ ra đẹp nè. Nhưng mà cổ phiếu ngày hôm nay nó có tăng tốt nè. Anh em ngày hôm nay trong nhóm chứng khoán đúng mà thì nó có sự phân hóa không ạ? Có sự phân hóa là có HCM, anh chị thấy HCM khi mà nó rung lắc quanh cái vùng giá này nữa thì nó không còn áp lực cung nữa, thì nó vẫn tiếp tục tăng ngày hôm nay. Nhưng mà cổ phiếu như là VD anh chị thấy nè, VD anh chị thấy là ngày hôm nay là nó không tăng được, mặc dù giai đoạn trước thì nó rất là mạnh. Thì bản chất là chúng ta thấy là đã có sự phân hóa ngành, tức là cổ phiếu nào khỏe thì nó vẫn khỏe, nó vẫn chạy. Còn cổ phiếu nào nó yếu và nó cần phải những cái vùng chiết khấu đủ sâu hơn thì nó vẫn tiếp tục điều chỉnh và nó giảm điểm. Nên là bản chất thì Đông vẫn thấy là dòng tiền vẫn còn đang tham gia vào các cái câu chuyện mà nó có dư địa tăng giá, chứ không phải là xu hướng của dòng tiền là rút ra và đứng ngoài thị trường. Nên đây là cái điểm tích cực mà chúng ta thấy là ở nhóm ngành midcap chúng ta vẫn đang duy trì được một cái động lực cầu khá là tốt. Còn quan điểm của Đông chung về nhóm chứng khoán hay nhóm bất động sản thì như thế nào thì mình cũng chia sẻ với anh chị trong các video vừa qua rồi. Bản chất Đông nói về cái nhóm này, anh chị nào mà chúng ta đang có cầm hàng á, thì quan điểm của Đông thì cái nhóm này nó vẫn sẽ có một cái nhịp bật về cái vùng đỉnh trước của nó và tạo thành cái giai đoạn là hai đỉnh ngắn hạn. Nên những anh chị nào mà chúng ta đang có cầm hàng thì anh chị có thể là cân nhắc chờ về quanh cái vùng đỉnh anh chị bán cũng được. Còn đối với lại vị thế mà Đông khuyến khích và chia sẻ cho anh chị á, là bởi vì cái nhóm chứng khoán hay nhóm bất động sản hay nhóm midcap á, là cái giai đoạn mà đầu tư ngon nhất anh chị, ngon nhất của nó là khi mà VN Index của chúng ta 1020, 1040, 1080 thì mình đã tham gia rồi. Nên trong một cái giai đoạn cuối sóng này thì quan điểm của Đông ở trên cái chia sẻ trên video thì mình sẽ hạn chế khuyến khích anh chị tham gia mua vào, bởi vì là không phải ai cũng giống như ai và cũng không phải ai cũng biết quản trị rủi ro. Nên nhiều khi chỉ có một cái tỷ suất lợi nhuận 5% nhưng mà đánh đổi một cái mức rủi ro quá lớn thì Đông sẽ không có khuyến khích công khai trên cộng đồng á. Còn những anh chị nào mà chúng ta đã xác định là chúng ta dám chơi dám chịu và cuộc chơi này là chúng ta chấp nhận một cái tỷ suất sinh lợi trong giai đoạn ngắn hạn và chúng ta cũng chấp nhận cắt lỗ được, thì anh chị có thể là mua nhóm chứng khoán bất động sản hay là nhóm đầu tư công, thì Đông nghĩ vẫn còn một phiên tăng được. Còn đối với Đông thì mình sẽ tập trung vào những cơ hội nó mang tính chất an toàn hơn và có thể chia sẻ được cho nhiều anh chị nhà tôi chúng ta tham gia vào được. Đó chính là các mã cổ phiếu ngân hàng và các mã cổ phiếu chủ như Đông cũng đã chia sẻ cho anh chị. Anh chị nào mà có xem video của mình trong 3 video gần đây nhất thì Đông đều nói chi tiết về các mã cổ phiếu chủ, các mã cổ phiếu ngân hàng nè. Có hôm thì Masan nó tăng nè, có hôm thì Vinhome nó tăng, có hôm thì VRE nó cũng tăng nè.
Các cổ phiếu băng trong những ngày gần đây thì chưa tăng nhưng đang có xu hướng là đang tích lũy đẹp và đang đợi cầu tham gia vào. Nên đối với Đông thì những anh chị nào mà chúng ta quan tâm đầu tư, đầu cơ mua mới giai đoạn hiện tại thì Đông vẫn khuyến khích anh chị là mua vào các mã cổ phiếu ngân hàng. Tất nhiên là đối với những mã cổ phiếu mid cap á, thì anh chị sẽ thấy là cái gì nó sẽ không tác động vào chỉ số quá nhiều cũng như là cái dòng tiền vào các mã cổ phiếu này nó mạnh. Còn đối với lại các mã cổ phiếu ngân hàng thì nó sẽ có những cái đặc tính đặc thù, anh chị thấy là vốn hóa nó lớn, tác động vào chỉ số nó nhiều. Nên anh chị thấy nếu mà ngân hàng mà đồng loạt tăng với nhau 3-4% đi thì ngày hôm đó thị trường chung nó cũng phải tăng từ 15 cho tới 20 điểm và nó tác động vào cái chỉ số rất là lớn. Nên không thể nào mà chúng ta đầu tư ngân hàng mà cái góc nhìn của chúng ta lại mong muốn như các mã cổ phiếu mid cap được. Nhưng mà cái gì nó cũng sẽ có mặt tốt và nó cũng sẽ có mặt xấu. Đó là những mặt của mid cap thì anh chị là high risk thì high return thôi. Anh chị có thể là tăng trưởng 15-20% nhưng rủi ro khi mà nó rung lắc điều chỉnh trở lại thì nó cũng phải chiết khấu trở lại, lên bằng thang máy thì phải đi xuống bằng thang máy. Còn những mặt cổ phiếu như ngân hàng á thì nó chậm, mà anh chị nó chậm thì nó phải được cái chắc, đúng không ạ? Nó giảm, nó rung lắc, nó cũng không rung lắc nhiều đó. Nhưng mà khi mà nó tăng thì tất nhiên là nó cũng đâu thể nào mà nó tạo đà được. Giống như Đông nói với anh chị á, một người ví dụ như đó về mid cap đi, là nó đang chạy thì nó bật một phát là nó bật cao, đúng không ạ? Còn mình đang đi bộ mà các mã cổ phiếu ngân hàng nó đang đi bộ thì làm sao mà nó bật cao lên được. Nhưng mà nó không bật cao lên được thì nó nhảy, thì nó lâu nó có lỡ nó té xuống đi thì nó cũng không có té nhiều. Còn khi mà đang chạy nhanh là bật cao là té xuống một phát là nhiều khi là phải chấn thương, thì phải gây ra một cái tổn hại cho bản thân mình nó nhiều. Đó là bản chất là cái gì nó cũng phải có sự lựa chọn. Còn trong đoạn hiện tại Đông đánh giá với anh chị rằng như thế nào, tức là thị trường chung của ta nó chỉ còn cách cái mục tiêu khoảng tầm có 15 cho tới 20 điểm nó thôi. Nó không phải là những cái con sóng quá lớn để mà anh chị có thể là tham gia và bất chấp với lại thị trường trong đoạn hiện tại được. Nên Đông đánh giá là anh chị tham gia nhóm ngân hàng nó là một trong những cái ổn định nhất mà Đông có thể chia sẻ được cho anh chị ở giai đoạn hiện tại anh chị ha. Còn hồi nãy Đông có chia sẻ với anh chị đó, anh chị nào mà thích đánh chứng khoán, thích đánh bất động sản, thích đánh nhóm mid cap thì Đông vẫn không có từ chối. Tại vì đối với Đông thì quan điểm nhưng mà cổ phiếu này nó phải có đỉnh hai. Còn nếu như mình lo lắng về cái mặt cổ phiếu này thì mình cũng đã khuyên anh chị là đã bán trong những cái phiên vừa qua rồi. Nếu mà anh chị có xem chi tiết video thì Đông đều nói là đối với lại cái mặt cổ phiếu chứng khoán nè, bất động sản hay nhóm ngành thép thì Đông đều khuyên anh chị là nên chờ một cái đỉnh hai anh chị bán cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang view thị trường tăng mà. View thị trường tăng thì tất yếu là các mặt cổ phiếu trong nhóm V50 là nó dẫn dắt nè, trụ nè, băng dẫn dắt nè, thì nó cũng sẽ đồng thuận cho thị trường chúng ta nó tích cực lên. Thì lúc đó nó cũng sẽ tạo được yếu tố là cái gì? Là cầu sẽ xuất hiện lại dần ở những cái mã cổ phiếu ở nhóm mid cap. Thì em chưa có chia sẻ cho anh chị quan điểm này, đúng không ạ? Hiện tại ngày hôm nay cái khoảng cách giữa VIN30 và mid cap tiếp tục được khoảng cách giữa VIN30 và VN-Index tiếp tục được rút ngắn trở lại, đúng không ạ? Thì khi nào mà rủi ro, khi mà VN30 nó cao hoặc nó bằng với lại VN-Index thì lúc đó chúng ta sẽ quản trị rủi ro nhiều hơn. Còn trong bên đây hiện tại thì Đông đánh giá là anh chị nào đã theo quan điểm là chúng ta đã mua rồi thì cứ tự tin mua và nắm giữ. Còn anh chị nào chúng ta cảm thấy là giai đoạn này nó khó khăn quá, chúng ta không có tự tin tham gia mua được, cũng như là chúng ta sợ tin xấu, chúng ta cảm thấy là thị trường chung nhiều yếu tố rủi ro, và bữa nay thấy là khối ngoại đang bán thì thôi, giai đoạn này anh chị đứng ngoài cũng được. Thì đối với Đông thì quan điểm giai đoạn hiện tại nó không phải là một trong những cái giai đoạn mà gọi là những cái thời cơ vàng, anh chị hiểu không? Có nghĩa là có những cái giai đoạn mình không tham gia mình rất là tiếc, bởi vì cái lúc đó cái cơ hội nó quá lớn, cái rủi ro nó quá nhỏ. Còn trong hiện tại thì Đông đánh giá là giữa rủi ro và cơ hội thì nó bằng nhau. Và đặc biệt anh chị tham gia cái nhóm mid cap là nhiều khi cái rủi ro nó còn lớn hơn cả cái cơ hội nữa. Nên là Đông đánh giá giai đoạn hiện tại là tùy phụ thuộc theo cái quan điểm cá nhân của mọi người thôi. Còn trong giai đoạn hiện tại thì cũng có nhiều quý anh chị khách hàng của Đông á là đã tham gia mua được trong cái giai đoạn trước đó rồi. Giai đoạn hiện tại bây giờ là người ta cũng đã lãi tương đối nhiều rồi. Bây giờ chốt lãi ra thì để một cái phần lãi trở lại để tham gia vào các mã cổ phiếu trong cái sóng cuối của thị trường thôi. Tức là được thêm thì vui, không được thì xem như là quản trị rủi ro, coi như là kết thúc một cái con sóng tăng này, chứ cũng không có gây ra áp lực quá nhiều. Thì khi mà chúng ta có một cái trạng thái tâm lý như vậy thì rõ ràng anh chị đầu tư rất là thoải mái. Và ngày hôm nay thị trường nó không tăng, anh chị cũng thấy rất là bình thường. Còn đối với là những anh chị nào mà chúng ta đang quen trading á và anh chị đang muốn gỡ lỗ á, hoặc là anh chị mới tham gia trong giai đoạn ngắn hạn á, thì anh chị thấy thị trường nó đi ngang là anh chị chán lắm. Bởi vì mình đâu có điểm nào để mà mình mua đâu, cũng như là ngày nào thì cũng phải giống như giai đoạn trước đó là gì, tăng tăng giảm giảm và nó phải có biên độ. Còn ngày hôm nay khi mà bắt đầu thị trường nó đuối mà nó đi ngang một phát là anh chị bắt đầu chán nản, sau đó anh chị bắt đầu lại đánh giá là không biết cổ phiếu này của mình có đáng nắm giữ nó không, hay mình bán cái này mua cái kia, bán này mua cái kia, đứng núi này trong núi nọ, anh chị đảo đi đảo lại, đảo như rạc rang. Cuối cùng là công ty chứng khoán thì có một đống phí, tài khoản anh chị thì đang bị bào mòn bởi phí, và cuối cùng là chúng ta là người không có lợi. Đối với Đông quan điểm hiện tại, anh chị hạn chế là xoay danh mục,
nắm mà cổ phiếu nào cứ tự tin nắm. Khi nào nó có những yếu tố rủi ro thì anh chị hãy nên quản trị. Còn đối với anh chị nào mà chúng ta đang mua mới, đang muốn dự định mua mới, thì Đông khuyên anh chị là nên mua cái nhóm ngân hàng. Đó, tại quan điểm của Đông thì cái nhóm này sẽ là một trong những cái nhóm mà đủ độ an toàn nhất để anh chị chơi. Anh chị mua 50-60% cũng được. Tham gia giai đoạn này Đông đánh giá là cũng có thể là phù hợp. Như SHB Đông vừa thấy anh chị nè, mục tiêu của mình mới là mức giá hoàn toàn là 12. Vùng này là anh chị cân nhắc tham gia vào được rồi. Nếu mà giờ anh chị có mua cao chút đi, thì số lời khoảng tầm là 6-7% quá tuyệt vời anh chị. Ngân hàng mà 6-7% là cao lắm. Nếu mà anh chị nào thật sự có đánh ngân hàng thì ta thấy. Còn nếu mà anh chị đã đánh midcap thì tất nhiên 7% thì ôi trời mới bằng con phiên trần. Trong khi cổ phiếu tôi nó tăng 30-40% thì sao nó cao được. Nó là quan điểm mỗi người mỗi khác. Như là những anh chị nào chúng ta đánh vốn lớn thì Đông nghĩ là ngân hàng vẫn sẽ là một trong những cái nơi mà anh chị lựa chọn đầu tư là hợp lý. EIB Đông thấy là chạm đang khá đẹp rồi. Ngày hôm nay bắt đầu test cung trở lại nè. Phiên giao dịch tỷ đô ngày 7 tháng 12 test cung trở lại. Có nến rút chân luôn, quá đẹp. Đông giá không có vấn đề xảy ra cả. MSB ngày hôm nay là khối lượng thấp điều chỉnh trở lại, vol thấp thôi, không vấn đề anh chị ha. VB băng đợt này cũng thấy nhiều anh chị cũng hỏi Đông nè, nhưng Đông thấy chạc đa số của ngân hàng á là nó đều giống form như hết, là nó đều phân tích lũy cả, chỉ có riêng mỗi đằng BIDV là nó quá khỏe, nó tăng quá tốt nè, đang quay trở lại là cái vùng đỉnh nè. Bây giờ cổ phiếu này nó đang hết điểm mua thôi, đang hết điểm mua thôi. Còn cái cổ phiếu như là OCB ngày hôm nay cũng có anh chị hỏi Đông nè, không biết nó bị vấn đề gì mà nó điều chỉnh nó rung lắc. Thì Đông nói là cái đặc tính của cổ phiếu này là cái gì, là tăng cũng tăng mạnh nhưng mà rũ bỏ nó cũng rũ bỏ mạnh, đúng mà anh chị thấy nè, ngày hôm nay là nó rũ bỏ về đường mà 20 nè đó. Sau đó cuối phiên nó có nhịp rút chân lên này, nhưng mà thanh khoản ngày hôm nay rung lắc thấp mà anh chị, không vấn đề. Nên đó với điểm mà cổ phiếu này thì Đông vẫn tự tin cho anh chị tham gia nắm giữ, tiếp tục nắm giữ cũng được. Hoặc là anh chị nào có mua mới 13.9 anh chị mua, target mục tiêu quanh giá khoảng tầm là 15 ha. Và xác suất mình kỳ vọng con này vượt đỉnh rất là cao. Đặc biệt vào những cái giai đoạn mà nó nhùng nhằn như thế này thì xác suất mà nó vượt đỉnh thì nó lại càng lớn nữa. Nếu anh chị nào mà có đánh OCB thì kinh nghiệm sẽ là như thế nè. Còn VIB Đông đánh giá ngày hôm nay đâu có áp lực gì đâu anh chị, khối lượng ngày hôm nay giao dịch quá nhỏ anh chị, áp lực cung không quá lớn. Tất yếu là ngày hôm nay có hiện tượng xấu đến từ khối ngoại bán cổ phiếu Vietcombank, như Đông đánh giá nó cũng đang cơ cấu danh mục. Cơ cấu không phải là cơ cấu danh mục theo kiểu là cơ cấu ETF đâu anh chị, mà có thể là họ sẽ cơ cấu nghiệp vụ arbitrage giữa phái sinh và cơ sở thôi, thì cũng không có vấn đề gì lớn cả. Đối với Đông thì nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay thì nó điều chỉnh nó rung lắc trở lại một tí thôi mà, nó đâu có vấn đề gì xấu đâu. Nên chị nào đang có cầm ngân hàng thì bây giờ anh chị thấy á, ngày hôm nay có rung lắc thì mình điều chỉnh có 0.5% mà, hoặc là có 1% là cao. Đó, còn tất nhiên là những cái nhóm khác anh chị thấy là ngày hôm nay thì có mặt cổ phiếu khỏe nè, có mặt cổ phiếu khỏe như CEO ngày hôm nay nó khỏe nè, Vinhome nó khỏe, Nam Từ Liêm cũng khỏe đúng không ạ. Nhưng mà đâu đó anh chị vẫn thấy là Đức Xanh nó vẫn đang gặp nhiều vấn đề khó khăn nè. Do Đức Xanh thì nó có thêm một cái thông tin là sắp tới là nó phát hành thêm thì nó gặp áp lực điều chỉnh, nhưng mà đi thấy nó phát đạt, nó phát đạt mà cổ phiếu khỏe giai đoạn trước đó nè thì cũng gặp áp lực cung trở lại. Nó đang đánh giá thì nhóm ngành midcap nó đang có sự phân hóa với nhau, nhưng anh chị thấy là cái gì, những mặt cổ phiếu mà nó khỏe nó vẫn tiếp tục khỏe. Nó vẫn tiếp tục khỏe như Novaland ngày hôm nay chị thấy không, sừng sỏ đứng ở ngay quanh vùng phạm chiếu đang quá đẹp. Thì Đông vẫn đánh giá đối với lại nhóm bất động sản thì Đông vẫn có một cái kỳ vọng lớn nhất đối với lại mặt cổ phiếu Novaland. Nên là nhiều anh chị hỏi Đông mà Novaland nó nên nắm hay không thì Đông vẫn khuyên chị nên nắm. Mục tiêu của Đông kỳ vọng Novaland này là quanh khoảng tầm là 19.5 cả nhà ha. HDC thì cổ phiếu này là chuyên gia đánh theo kiểu là khó chịu rồi cả nhà, chuyên gia đánh theo kiểu này. Hôm trước có một số anh hỏi Đông á, hôm trước Đông nhớ có một anh hỏi Đông á là có nên mua HDC không á, thì Đông mới kể cái hình này ra nè. Đó, Đông kể hình này ra là tại vì mình đã trượt điểm mua cả nhà, mình đã trượt điểm mua rồi. Thế là quan điểm của Đông thì mình sẽ rất là khó mua, tức là cái cơ hội thì nó ít mà cái rủi ro thì nó nhiều nè. Nhưng mà giai đoạn hiện tại thì sao anh chị? Nếu mà chúng ta đo nè, đó. Cái cơ hội nó lại nhiều nè, nhưng mà cái rủi ro thì nó lại ít nè. Đó, thì Đông thấy là HDC chúng ta cũng phải là cân nhắc mua được. Tại vì với những cái cách đánh như thế này thì khả năng nhịp sau nó sẽ rất dễ đánh lên vực đỉnh để nó tạo một cái yếu tố FOMO cho dòng tiền ha. HDC cũng là một con Đông đánh giá khá là ok nè, đó. Novaland HDC là ổn, như thế là cân nhắc được trong nhóm bất động sản. Anh chị muốn đánh T cộng ha. Còn Đông nói trước luôn, anh chị xác định đã đánh T cộng rồi, sai là anh chị phải cắt ha. Tại vì Đông đã xác định cái nhóm này, cái yếu tố dòng tiền của nó chỉ có đúng một phiên thôi. Yếu tố dòng tiền một phiên là sao? Tức là nó sẽ rất là khó duy trì động lực trong một hai phiên. Nên là trường hợp anh chị muốn mua thì anh chị nên mua vào những cái phiên đỏ, nên mua vào những cái phiên đi nền, để khi mà có những cái phiên red anh chị có hàng để mà anh chị bán. Đó là cái yếu tố mình trading cho nhịp sóng cuối, là mình lúc nào mình cũng phải có hàng sẵn và có hàng trước người ta. Có thể là phiên hôm đó mình mua trước người ta, nhưng mà có thể là phiên hôm sau người ta mua giá giảm, mình rẻ hơn mình 1-2% đi, nhưng mà hàng về mình có hàng để mình bán, mình có lời là ok. Chứ anh chị hạn chế là anh chị đu mua vào những cái thời điểm mà khi cổ phiếu nó xanh nó tăng nha. Nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản và nhóm midcap là chịu rủi ro đông vì vấn đề đó nè, là không mua vào những cái nhịp xanh. Nó chiết khấu đủ thì anh chị hẳn mua mình đánh một cái nhịp T cộng ngắn hạn thôi. Còn đối với lại cái nhóm ngân hàng thì Đông vẫn khuyên đây là cái nhóm mà anh chị tự tin giải ngân vào nhiều. Thì đó là cái quan điểm trong video buổi tối ngày hôm nay của Đông ha.
tâm lý chung của nhà đầu tư thì bây giờ Đông cũng chia sẻ ở đầu video rồi. Bán thì sợ mất hàng nhưng mà mua thì sợ đu đỉnh, giai đoạn này cũng tương đối khó đầu tư. Thì chiều Đông có nhắn lên nhóm một câu rất là đơn giản thôi, chủ yếu là anh chị đã lựa chọn và đi theo cái phương pháp nào rồi, tức là anh chị muốn đầu cơ, anh chị cảm thấy là ok tôi không thích ngân hàng, tôi muốn đánh đầu cơ, tôi muốn một cái biên lợi nhuận hấp dẫn, thì ok tôi phải chấp nhận rủi ro. Thì anh chị đánh mid cap, anh chị đánh bất động sản, chị đánh chứng kiếm, nhưng mà cổ phiếu nào nó đang bắt đầu cạn cung và tích lũy tốt ngày hôm nay, anh chị thấy á, hay mà cổ phiếu tốt ngày hôm nay mà nó không rung lắc quá nhiều, anh chị mua cũng được. Còn những anh chị nào đã xác định là cầm cái mã cổ phiếu băng rồi thì cứ tự tin mà cầm, nhưng mà quan trọng nhất là đã xác định vào vị thế rồi thì cầm nốt cái sóng này, đừng có ngày tăng ngày giảm rung lắc tâm lý rồi anh chị lo ngại. Còn xác định anh chị nào mà chúng ta đã không mua rồi, xác định nhịp này rủi ro rồi thì thôi, tại vì thật ra nhịp này nó có tăng lên nữa thì anh chị cũng có thể là lãi khoảng tầm 5-6% thôi, nhưng mà nhiều khi anh chị say vào, anh chị cuốn vào á, là anh chị lại bị cuốn vào thị trường chung, là lúc đó là anh chị lại có những cái hành động nó khác đi. Nên là đứng ngoài thì bây giờ đứng ngoài luôn, còn hai là bây giờ tham gia vào là tham gia vào luôn, chứ đừng có ngày xanh thì anh chị vui, ngày đỏ thì anh chị lo, sau đó anh chị có trading đảo 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 như liên tục hoài nó sẽ không có hiệu quả ha. Nên là giai đoạn hiện tại thì Đông vẫn làm sao để cố gắng là đưa ra những cái góc nhìn làm sao cho nó phù hợp nhất và nó dễ hiểu nhất để cho anh chị có thể là làm việc trong vấn đề hiện tại. Còn anh chị có hỏi ông là bây giờ nên nắm tỷ trọng bao nhiêu là phù hợp lý. Ví dụ như trường hợp ông, ví dụ ha, anh chị nào mà đang nắm mid cap đi, đối với quan điểm của Đông đang nắm mid cap thì giai đoạn này thì Đông chỉ nắm tối đa có khoảng tầm là 40% thôi chị, 40 tới 50% thôi là tối đa. Tại vì sao? Tại vì cái nhóm mid cap này á, là xác định là nó đã tới một cái giai đoạn sóng cuối rồi, nên là mình nắm quá nhiều mình sẽ khó xử lý. Còn đó là nếu như mình đang nắm blue chip, hoặc là mình đang nắm trụ, hay là mình đang nắm băng đi, này Đông đánh giá mình có thể nắm 70-80% cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhóm này xác suất dòng tiền nó ủng hộ nè, đúng không ạ? Và nó chưa có tăng nhiều, thì khi mà nó tăng lên thì tất nhiên là cái xác suất mình thắng nó sẽ cao, thì mình lựa chọn mình tham gia vào nhiều. Với lại là cái nhóm này nó có rập rung lắc thì mình cũng không bị rung lắc nhiều, thì mình bỏ vốn như thế này thì mình sẽ an tâm. Còn bây giờ cái nhóm mid cap nó rung lắc nhiều mà anh chị đánh tỷ trọng vốn lớn quá thì nó sẽ rủi ro. Nên là quan trọng nhất là anh chị cầm danh mục như thế nào nữa, rồi mình mới cơ cấu cho nó phù hợp. Còn anh chị mà đi cầm mid cap mà anh chị hỏi Đông, mà nhiều khi anh chị nghe Đông bảo là bây giờ cầm 80% được, anh chị quất 80% mid cap, thì lúc đó thì nó lại sai quan điểm. Nên là khi mà anh chị muốn làm việc với lại một người tư vấn á, mà người ta cung cấp được cho góc nhìn cho anh chị, đầu tiên là anh chị phải chia sẻ hết quan điểm của anh chị, góc nhìn của anh chị đầu tư như thế nào, anh chị mong muốn điều gì từ đầu tư, và hiện tại danh mục của anh chị ra sao, giá vốn ra sao, cụ thể như thế nào, thì người ta mới hỗ trợ và tư vấn cho anh chị một cái góc độ nó khách quan nhất được. Chứ còn bây giờ chỉ hỏi một vài hai cổ phiếu thôi, thì Đông nghĩ nó không giải quyết được cái vấn đề cốt lõi. Và nếu như mà chúng ta không giải quyết được vấn đề cốt lõi, giải quyết được cái vấn đề ngọn, thì chúng ta chỉ có thể giúp nhau ở một cái khía cạnh thôi, mà chưa chắc là nó sẽ đúng, bởi vì thị trường chung nó nhiều biến động mà, đúng không ạ? Đó. Và cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha, đã đồng hành cùng với Đông trong video buổi tối ngày hôm nay. Ngoài ra thì ở trong cái phần mô tả cả nhà, thì ở dưới phần mỗi phần mô tả thì Đông có một cái đường link để chia sẻ cho quý anh chị về cái việc mà trở thành khách hàng premium ở bên mình. Thì cái này thì Đông đánh giá nó cũng phù hợp với lại một số những anh chị nào mà chúng ta bận nhiều thời gian và muốn là tham gia nhóm premium để mà có những cơ hội đầu tư nó phù hợp, và chúng ta sẽ cơ cấu danh mục làm sao cho nó tốt nhất á. Thì trong cái nhóm này thì chúng ta sẽ có những cái quyền lợi như sau, và chủ đích đó là mình sẽ cơ cấu danh mục và đi theo cái nhu cầu của anh chị, mục đích của anh chị. Tức là anh chị sẽ có những cái câu hỏi cụ thể để mà chúng ta đưa ra những kế hoạch đầu tư cho nó phù hợp nhất, không phải là dựa trên là ba chữ cái hay là mua bán gì trong ngày hôm nào, mà chúng ta sẽ đi trên một cái con đường là quản lý tài sản của nhau. Nên là anh chị nào mà chúng ta có quan tâm về cái đầu tư này, hay là muốn tham gia nhóm premium, thì anh chị có thể là nhấp vào cái đường link này ha, điện form biết ở đâu, rồi các đội ngũ, các bạn nhân sự sẽ hỗ trợ cho anh chị sớm nhất. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với Đông trong video buổi tối ngày hôm nay. Và Đông cũng xin chúc cho quý anh chị của chúng ta trong phiên tiếp tục trong tuần này là phiên dịch ngày mai, chúng ta sẽ có những cái bước cơ cấu thật là chuẩn. Cứ những anh chị nào mà chúng ta đang có cái tâm lý là chán nản về thị trường, thì Đông cũng khuyên anh chị là thị trường mà lúc mà nó chán nản nhất là lúc mà nó nhiều cơ hội nhất đó cả nhà. Cho chúng ta đừng có quá là lo lắng. Còn thanh khoản thấp thì Đông đã giải thích ở đầu video rồi. Giai đoạn này thì chúng ta phải chấp nhận một cái bối cảnh thị trường chung của chúng ta có thanh khoản thấp là một điều vô cùng bình thường. Và cảm ơn quý anh chị đã đồng hành cùng với Đông trong video buổi tối ngày hôm nay. Và Đông xin phép là chào tạm biệt và hẹn anh chị vào các video sắp tới.